trại cá coi ở tại thành phố Hồ Chí Minh, mà ở đó có rất nhiều dòng cá coi, từ F1 cho đến Nhật Bản, từ bình dân cho đến cao cấp, đó chính là King Koi Farm. Hôm nay đi sửa chìa khóa thì nhớ lại comment của anh trai hỏi địa chỉ trại. Tiện đây mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà luôn. Mình đang đứng tại ngã ba Bùi Môn. Thì bên đây là đường Lê Thị Hà, còn chỗ kia là cái kho để đỡ mấy chiếc xe của ông nào đi nhậu về khuya nè. Phía bên kia là bến xe An Sương, rồi tới ngã tư Trung Chánh. Về hướng này là đi về hướng Củ Chi và Tây Ninh. Mấy anh thấy cái bảng Isuzu phía đối diện kia không? Và bên đây đó chính là trại cá coi của mình. Sau khi đợi tầm khoảng 15 phút, cuối cùng chiếc chìa khóa của mình cũng đã xong. Ok, let's go. Từ ngã ba Bùi Môn đi đến trại khoảng tầm 120m. Đầu tiên anh chị sẽ đi qua một trại nấm, tiếp đến là cửa hàng phụ tùng ô tô, và cuối cùng là đến trại của mình ở địa chỉ 3/90B quốc lộ 22. Nếu đi từ hướng ngã tư Hóc Môn qua ngã tư Giếng Nước là tới trại ngay. Con đường dẫn vào trại rất là rộng rãi và thoáng đãng. Các anh chị đi ô tô thì đừng ngại ngần mang xe qua để chở cá về nhé. Thì mình sẽ cho anh chị em xem một phòng ở phía dưới đây, sau đó mình sẽ dẫn anh chị em đi lên phía trên. Thì ở những hồ dưới đây đó là những cái tăng mình chứa cá F1, thì để mang đến cho người chơi những chú cá coi F1 chất lượng. Thì bên trại mình đã lai tạo và chọn lọc rất là kỹ lưỡng. 100% cá bố mẹ được nhập khẩu tại Nhật Bản. Sau đây mình sẽ dẫn cả nhà lên phía trên. Mình còn 3 hồ lớn. Hồ đầu tiên đó là cá coi F1 chất lượng cao. Thì mình đang trữ khoảng 500kg ở hồ này. Thì đang chờ các anh đại gia đến chốt hết hồ mang về. Còn hai hồ bên kia mình đang nuôi vào bơm cá coi Nhật Bản. Thì các bạn cũng thấy rất là nhiều dòng cao cấp. Điển hình đó là Tancho. Thì ngoài việc cung cấp các dòng cá coi chất lượng, thì King Koi Farm còn cung cấp đầy đủ các loại vật tư cần thiết cho việc nuôi cá coi. Thì chúng ta có máy bơm hồ cá coi, máy oxy, đèn UV, vật liệu lọc nước. Thì một thứ không thể thiếu khi chúng ta nuôi cá coi đó chính là thức ăn. Thì đến với King Koi Farm, bạn sẽ thỏa sức lựa chọn cho mình những chú coi yêu thích phù hợp cho mọi người chơi, từ người mới bắt đầu cho đến những người chơi có kinh nghiệm. Thì bạn đã bao giờ thử nuôi cá coi hay chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn. Bạn có gặp khó khăn trong việc chăm sóc cá coi? Câu chuyện của bạn nuôi cá coi như thế nào? Hãy để lại chia sẻ trong phần bình luận. Anh chị em nào đã đến, hãy chia sẻ trải nghiệm của mình tại King Koi Farm, và đừng ngại ngần đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về chăm sóc cá coi. Còn bây giờ mình xin mến chào và hẹn gặp lại cả nhà.